Quang Vinh cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, đà giảm điểm của phố Wall đêm trước cùng với những thông tin thiếu tích cực kéo lui thị trường đã tác động không nhỏ đến chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch ngày 25 tháng 4. Thị trường tăng, giảm đan xen nhưng đa phần nghiêng về sắc đỏ. Khép phiên, chỉ số Shanghai của Trung Quốc và KOSPI của Hàn Quốc giữ được sắc xanh với đà tăng nhẹ, trong khi Nikkei của Nhật Bản và S200 của Úc đỏ sàn. Giá dầu trong phiên quay đầu tăng nhẹ so với chứng khoán Mỹ đêm trước nhưng vẫn không đủ sức vực dậy nhóm ngành năng lượng tại châu Á. Cổ phiếu nhóm này đa phần chìm trong sắc đỏ, bao gồm cả những đại gia như Santos, Inpex và Japan Petroleum. Riêng thị trường Nhật Bản trong phiên bị tác động mạnh bởi nhóm cổ phiếu của các nhà xuất khẩu chủ lực sau khi đồng yên quay đầu tăng nhẹ vào cuối phiên. Cổ phiếu của Toyota, Nissan và Honda giảm quanh mốc 1%. Trong khi đó tại Úc, ngoài việc mất lực đẩy từ nhóm ngành năng lượng, thì thị trường còn chịu tác động xấu từ nhóm cổ phiếu khai khoáng. Rio Tinto, Foskill và BSP Billiton đều chìm trong sắc đỏ ở phiên này. Điểm sáng trên thị trường Hàn Quốc thuộc về cổ phiếu của công ty sản xuất chip SK Hynix với mức tăng 6%, mặc dù đối mặt với báo cáo doanh thu suy giảm so với cùng kỳ. Từ lần phóng thành công đầu tiên hồi tháng 4 vừa qua, cơ quan vũ trụ châu Âu ESA mới đây đã tiếp tục phóng thêm một vệ tinh quan sát trái đất. Cả hai vệ tinh đều thuộc dự án quan sát trái đất được cơ quan này đầu tư đến hàng tỷ euro với mục tiêu thăm dò những thay đổi thời tiết và cảnh báo nguy cơ thiên tai cho con người. Vệ tinh mới nhất vừa được cơ quan vũ trụ châu Âu ESA phóng đi có tên gọi là Sentinel-1B. Sentinel-1B giống hệt với vệ tinh Sentinel-1A do ESA phóng vào quỹ đạo hồi đầu tháng 4 vừa qua. Theo ESA thì cả hai vệ tinh mang theo radar sẽ bay vòng quanh và ghi hình ảnh bề mặt trái đất ở mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày hay đêm. Những vệ tinh này sau đó sẽ gửi thông tin về trái đất để hỗ trợ việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp như động đất hay lũ lụt. Giống như Sentinel-1A, vệ tinh Sentinel-1B thuộc dự án quan sát trái đất có tên gọi là Copernicus do Liên minh châu Âu EU và ESA hợp tác thực hiện với chi phí đầu tư lên đến 9 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch thì dự án sẽ được duy trì đến năm 2020. ESA tham vọng Copernicus sẽ trở thành dự án quan sát trái đất quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, 30 năm sau vụ nổ hạt nhân Chernobyl, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu gọi tắt là EBRD và các nước G7 đã tuyên bố hỗ trợ hơn 80 triệu euro cho cơ quan an toàn hạt nhân để tiếp tục xử lý sự cố vẫn còn đang kéo dài từ vụ nổ này. 26 tháng 4 là ngày tưởng niệm các nạn nhân trong vụ nổ hạt nhân Chernobyl, vụ nổ hạt nhân lớn nhất Ukraine từ trước tới nay. Nhân ngày tưởng niệm thì nhiều cơ quan đã tuyên bố hỗ trợ cơ quan an toàn hạt nhân NSA nhằm tiếp tục đảm bảo an toàn cho khu vực quanh vụ nổ và hỗ trợ người dân xây dựng cuộc sống mới. Ủy ban châu Âu cùng các nước G7 đã ủng hộ 45 triệu euro, tương đương 51 triệu đô la Mỹ. Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu EBRD thì ủng hộ 40 triệu euro. Vụ nổ cách đây 30 năm đã gây tử vong 31 người và buộc hàng chục ngàn người phải rời khỏi vùng đất này vĩnh viễn do vùng đất này đã bị nhiễm xạ nặng nề. Tổ chức vì môi trường Greenpeace đã công bố khảo sát cho thấy, tính đến nay đã có 115.000 ca ung thư dẫn đến tử vong do bị nhiễm xạ từ vụ nổ. Tập đoàn truyền thông Gannett sở hữu hơn 100 tờ báo vừa lên tiếng muốn mua lại nhà xuất bản Tribune chủ tờ Los Angeles Times với giá khoảng 815 triệu đô la Mỹ, trong đó bao gồm cả khoản nợ 390 triệu đô la Mỹ của nhà xuất bản này. Lời đề nghị này trị giá cao hơn 60% giá trị của Tribune ước tính trên giá cổ phiếu của nhà xuất bản chốt phiên hôm thứ Sáu vừa qua. Tập đoàn Gannett cho biết sau khi tập đoàn đưa ra đề nghị này vào ngày 12 tháng 4, Tribune đã từ chối thảo luận về thương vụ. Nhưng thứ Hai vừa qua, Tribune cho biết đang xem xét lời đề nghị này và sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Gannett nhận định rằng thương vụ này sẽ giúp tài chính của cả hai bên vững vàng hơn khi ngành công nghiệp truyền thông đang trong thời điểm khó khăn được chưa biết tương lai sẽ ra sao. Còn theo ý kiến của chuyên gia, Tribune sẽ chấp nhận đề nghị này trước tình hình kinh doanh không mấy khả quan của tập đoàn. Cổ phiếu của Tribune đã bật tăng mạnh mẽ sau thông tin này. Tính từ tháng 7 năm ngoái đến giờ thì cổ phiếu của hãng đã giảm khoảng 60%. Xin được chuyển sang một thông tin khác thú vị. Tập đoàn bán lẻ Anh quốc DHS đã tuyên bố phá sản hôm 25 tháng 4 vừa qua, đưa nhà bán lẻ 88 năm tuổi này đến nguy cơ biến mất khỏi thị trường và 11.000 việc sẽ bị xóa sổ. BHS sử dụng 8.000 nhân viên cùng với 3.000 nhà thầu khác làm việc với 164 cửa hàng của công ty. BHS từng phát triển nhanh chóng trong cả hai lĩnh vực quần áo và đồ dùng nhà cửa.
Vào tháng 3 vừa qua, công ty đã được các nhà đầu tư lên kế hoạch giải cứu với điều kiện phải cắt giảm lớn chi phí từ việc thuê mặt bằng. Tuy nhiên, với món nợ hơn 1 tỷ bảng, trong đó có 571 triệu bảng thâm hụt trong chương trình hưu trí, BHS đã không thể tìm được nguồn vốn cần thiết, đặc biệt là từ kế hoạch bán tài sản, để có thể chi trả các hợp đồng cũng như cho công tác vận hành. Trong tuần qua, BHS đã có cuộc thảo luận với Sport Direct, nhà bán lẻ đồ thể thao lớn nhất của Anh Quốc, để được mua lại, nhưng cuộc thảo luận đã thất bại. Các chuyên gia cho rằng, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là tài sản của BHS sẽ được phát mãi, và điều này có nghĩa là cái tên BHS cũng như là Woolworths Comet trước đó sẽ biến mất khỏi các khu phố thời trang tại Anh.